có ba cái carbon nha anh em. Cái đầu tiên là cái này, nó có lớp chỉ ở đây nha. Cái bát này nó là bát Fuji nha, cái này nó có hơi bị chóc chóc đây đây tí, bát Fuji nè. Cây này 2m4 nha, hãng Suzumi nha anh em, chất liệu là carbon nha, bát Fuji ha, hàng Fuji luôn, đây là nguyên dạng hàng Fuji của nó. Em xem nha, chất liệu carbon nè, nguyên dạng hàng Fuji nha. Đọt này đọt sợi đọt tháp nha anh em, ở đây là carbon nha, ở trên đây là ngọn sợi tinh nè, nguyên dạng hàng Fuji luôn. Cây này nó cứng tầm 40-50 nha anh em, 40-50 nha. Cỡ đó thì thông số cây này là 330g đọt 2 ly, giá cây này là 500k luôn ship nha anh em. Ngoại hình thì nó có quấn cái này ở đây nha, là cái bát xấu nha, rồi 500k luôn ship. Cái thứ hai là cái này, cây này là cây Honda Lock 2 da, bọn 2 da đây, bát Fuji nha, 2m4 cứng 50 nha. Đó. Xem đây, chất liệu là nó là 2 da xoắn nè, ít này rồi nó có sần sần nè, fan Fuji luôn nha. Đây rồi, thì cây này chắc nó bị hụt một chút xíu nha anh em, chắc tầm 3-4 xăng nè. Rồi buôn này, buôn này buôn xích môi chè nha, Fuji xích môi chè. Đó, nó hụt chút xíu nè, tầm còn nó còn mất 3-4 xăng, nó còn tầm 2m4 của 2m38-37 gì đó, phải đó. Ừ, đó. Còn chất lượng, còn ngoại hình thì tương đối đẹp ha, hụt chút xíu luôn. Honda Lock, Honda Lock anh em chơi là biết rồi, mắc nha. Thì cây này thì 2 đọt 2 ly 5 400g, cây này giá 650k luôn ship nha anh em. Rồi cây cuối là cây này của Ryobi ha, bát Fuji tem vàng ha. Con này còn ni lông nè, quấn nè. Đó. Cây này của Ryobi Fuji 3m nè. Thì cây này được trang bị một dàn khoen Fuji xích nha anh em. Của nó là Fuji xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tầm 10, 10 khoen Fuji xích á. Tính luôn đầu bu luôn nha. Bu này là như là xích môi trề á. Thì cây này ngoại hình thì có xước xác ít ít nha anh em. Nói chung là cũng bị xước. Nói chung là cũng bị bung miếng sơn ở ngoài á. Nè, nghe mấy này sẽ bung miếng sơn ở ngoài nè. Đó. Giống như vậy á. Bung vài chỗ. Đó, nè, bụng sơn ở đây nữa. Đấy, không dập, không gỉ phôi nha anh em, chú ý nha. Thì cây này cứng tầm, chắc tầm 25-30 thôi nè. Được trang bị một dàn khoen Fuji xích. Đó, rồi cây này 650k luôn ship luôn nha anh em. Thông số của nó là 380g, 2 ly 6 và 650k luôn ship, 3m nha.